về cái ngày tưởng niệm của hai vị phải nói là rất nổi tiếng của Việt Nam của chúng ta trước năm 75 và cũng như là sau năm 75 ra hải ngoại. Hai vị là người đã có công rất nhiều cho nền giáo dục cũng như nền văn học Việt Nam mà Vy Ti rất lấy làm kính trọng. Và hôm nay Vy Ti rất lấy làm hân hạnh được có mặt tại đây để góp phần vào trong những tác phẩm của hai vị cũng như là lễ tưởng niệm đến hai vị. Và chương trình hôm nay ít nhất là đã sẽ có 9 vị diễn giả sẽ lên trên này, từ nhà văn, nhà báo, văn nghệ sĩ sẽ lên trên này bày tỏ đối với hai vị những cái tâm tình cũng như là những sự nghiệp của hai vị. Do đó Vy Ti không dám làm mất nhiều thời giờ của tất cả các vị và xin trân trọng rất là có lời chào mừng tất cả các quý vị ngày hôm nay. Xin cảm ơn cô Bích Ti. Kính thưa quý vị, để bắt đầu cho chương trình tưởng niệm và lễ ra mắt hai tác phẩm đặc biệt của ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị khởi thân đứng dậy hướng về quốc kỳ Hoa Kỳ, quốc kỳ Việt Nam để chuẩn bị thực hiện nghi thức chào kính quốc kỳ. Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì quốc gia, dân tộc, trường tồn.
để nhớ tới những nạn nhân nằm xuống trong rừng thiêng và biển đông khi vượt biên vượt biển tị nạn cộng sản, nhớ tới dân oan đã chết thảm vì giữ đất và mong ước được dân chủ, đặc biệt tưởng nhớ tới những văn nhân nghệ sĩ đã chết trong lao tù vì không bẻ cong ngòi bút vì lý tưởng tự do. Cảm ơn anh rất là nhiều. Không những là phái đoàn Nam Thanh Niên trên này á, là rất là hùng hậu. Và hôm nay, thưa quý vị tưởng tượng mà đi, có quý vị đi cả đêm luôn. Đi cả đêm tức là sao? Tức là mình đã thức cả đêm, rồi đến đây lại còn vui vẻ với bạn bè. Nó thành ra là có thể là đến giờ này các anh chị cũng rất là mệt mỏi. Nhưng mà tuy nhiên với chương trình rất là phải ý nghĩa như thế này, cái mệt mỏi cũng là bay biến hết rồi. Cái tí biết nhìn cái gương mặt anh chị và cái tí biết rồi rất là vui. Dạ, và trước hết thì cho công ty được hân hạnh giới thiệu các quý vị ở miền Nam Cali lên trên này. Thì quý vị thấy là trong cái đoàn miền Nam Cali đó thì có vợ chồng anh Việt Hải, chị Bé Hoa, xin mời hai anh chị đứng lại ạ. Trong mà phải nói tiếp nhưng không ngừng nghỉ mà giới thiệu tuần nào hình như cũng có chương trình của anh ra mắt các tác phẩm cho các bạn bè. Một người có lòng với văn học nghệ thuật rất là phải nói là rất là xứng đáng để mà chúng ta ngưỡng mộ. Dạ vâng, và khách đoàn lại còn có anh Nguyễn Quang. Anh Nguyễn Quang là nhà văn Nguyễn Quang, là phu nhân của một người rất là nổi tiếng, Lý Quốc Minh Đức Mài, là phu xung quanh của chị là Nguyễn Hoàng Kinh. Và theo phiên bản cùng có chị Thanh Thanh và ca sĩ Thanh Thanh hôm nay sẽ hát cho chúng ta nghe. Và chị Thanh Thanh rồi còn có chị Thủy Vi nữa. Thủy Vi cũng rất là hoạt động, và chị cũng là một công ty ở dưới Việt Nam, như quý vị hoạt động rất là nhiều lĩnh vực lắm. Dạ, có chị Tô Ba Hoàng Ngọc nữa, Tô Phát Hoàng Ngọc. Ôi, chị đang ở trên lầu, nhức đầu. Thế quý vị thấy không ạ? À? Đi cả đêm mà đến đây lại bị nhức đầu, nằm ở trên lầu không dám không xuống đây được. Chắc có lẽ tí nữa chị xuống ạ. À. Dạ, gồm có chị Mai Hương. Chị, xin mời chị Mai Hương đứng dậy. Chị Mai Hương này là cổ động viên đấy, thưa quý vị. Chị đi từng cái nhóm này, đứng nó lên như này đó. Chị là cổ động viên thôi. Chứ khi bảo chị có làm gì trong chương trình, chị bảo không. Chị là chỉ cổ động viên thôi. Thế thì chị hay quá, chị lên lên trên này, chị cổ động rồi. Cảm ơn người với tinh thần với chị rất nhiều. Rồi cùng có nhóm bạn của Gia Long từ năm 72 đến năm 79. Rồi tất cả nhóm bạn Gia Long đâu? Miền Nam Cali mà. Mang cái thủ của dân chúng ta. Không có biết chị rất là nhiều. Rồi bây giờ là Bích Đi phải giới thiệu một số bạn của anh Việt Hải nữa. Anh Việt Hải có một số bạn thân, rất thân ở đây mà hôm nay có mặt ở đây hết. Trước hết là Bích Đi xin trân trọng giới thiệu bác sĩ Trần Văn Nam. Rồi có đại tá Trần Văn Điền, và thưa đại tá Trần Văn Điền là hôm nay của anh hôm nay. Rồi có nhà văn Chu Chu Tấn, trời ơi, hôm nay phải gặp với văn Chu Tấn, cảm ơn anh rất là nhiều. Ông Phan Tấn Đạt, hình như là ông Phan Tấn Đạt rất là nhà văn Bảo Mai nhà. Ôi dạ vâng, cảm ơn anh Đạt, anh đến hồi đó bây giờ biết được biết thân hạnh biết quý danh của anh. Rồi có nhà thơ Mạc Phương Đình nữa. Nhà thơ Mạc Phương Đình đâu rồi? Anh Đình đâu rồi? Anh Đình đứng trời ơi. Các quý vị biết không? Anh Mạc Phương Đình đến gặp Vicky rồi. Vicky cũng thấy quen lắm. Nhưng mà anh có biết vừa cách đây mười mấy năm Vicky ra mắt sách cho anh á. Cuốn thơ của anh tình buồn phải không anh? Dạ. Nhà thơ Mạc Phương Đình có nhiều bài thơ hay lắm. Rồi có sự hiện diện của nhà thơ Song Diệp. Song Diệp hồi nãy có gặp đây không? Đi Song Diệp đâu rồi ạ? Đây ạ. Dạ. Trời ơi, sao ngồi thật như nói Song Diệp.
Cảm ơn Sông Nhì. Bây giờ anh ta cái cuốn mà phải nói là Nguyệt Sang phải không anh? Bán Nguyệt Sang nguồn rất là hay. Thưa quý vị, có nhiều cái bài của các nhà văn, nhà thơ rất là nổi tiếng và rất là có giá trị. Bên kia có cái chị Nhìn, có chị Đào Văn Bình. Chị Đào Văn Bình xin mời chị đứng dậy. Chị anh đi đâu rồi, anh có anh đến chị đến đây. Lời có nhiếp ảnh gia Trương Xuân Mẫn. Anh Trương Xuân Mẫn là một nhiếp ảnh gia kỳ cựu ở tại đây. Cảm ơn anh Mẫn rất là nhiều. Hy vọng thì anh sẽ có cho mọi người có những cái bệnh rất tối cảnh thật đẹp nha anh. Thế thì thí sĩ nhiệm của chị thí sĩ Ngọc Bích. Dạ, xin mời Ngọc Bích cho mọi chị. Rồi, có những chị hôm nay sẽ được gặp chị ở đây. Thế chị có khỏe mạnh như vậy mà rất vui vẻ như vậy. Em rất cảm ơn ok, nó phù hợp cho chị. Cảm ơn chị, mong chị được vui như vậy nhá. Rồi, nhà văn Duy Phương ạ. Nhà văn Duy Phương. Dạ. Cảm ơn anh Duy Phương đã đến đây. Phương Duy. Phương Duy. Dạ, Duy Phương với Phương Duy. Bây giờ mình qua đây hỏi anh Duy, họ đọc được tên mình hết trơn. Duy Phương cũng hay mà Phương Duy cũng hay. Phương Duy đúng rồi. Các bác sĩ Trần Công Duy. Dạ, Phương Duy. Bác sĩ Viện là đàn anh của ông xã Bích Ti nữa. Dạ vâng, thì bây giờ là Bích Ti chỉ biết từng đó, hầu như là từng đó người thôi, nhưng mà còn cũng the rest là của anh. Xin mời anh ạ. Dạ vâng, cảm ơn cô Bích Ti. Để nói giảm thiểu, chúng tôi xin phép được trân trọng kính giới thiệu quý vị đến đây để tham dự buổi chiều hôm nay. Xin trân trọng kính giới thiệu cựu đại tá Vũ Quang Lộc, giao chỉ, nhà văn giao chỉ. Cựu đại tá Trần Thanh Điền, nhà thơ Trinh Nguyên. Giáo sư cư sĩ Nguyễn Cao Ca, bác sĩ Trần Văn Nam, thầy giáo Phạm Thái của thành viên Văn Thơ Lạc Việt, tiến sĩ Trần Ngọc Lời, giám đốc Hải Học Viện Nha Trang, kỹ sư Nguyễn Đức Cường, tổng trưởng kinh tế Việt Nam Cộng Hòa, cô Kim Anh chủ nhân của nhà in Barberos, giáo sư Tony Nguyễn, ban nhạc Lê Văn, đại diện cho Việt Nam nhật báo, nhà báo Trần Đại Sĩ, nhân sĩ Nguyễn Đình Thắng. Chúng tôi cũng trân trọng kính giới thiệu tiến sĩ Hà Văn Hải đến từ Washington DC. Nhà báo Lê Minh Nguyên, nhà nhiếp ảnh Vương Đón, bác sĩ Hùng, bác sĩ Hoàng Long, Long Hoàng, Quỳnh Long Hoàng, nhà văn Trương Như Cường. Trân trọng kính giới thiệu ông bà Ngô Khanh, Hội Trưng Vương, miền Bắc California, bác sĩ Lê Phương Trập, Đặng Phương Trập, xin lỗi, bác sĩ Đặng Phương Trập, miền Bắc California, bà Đào Kim Phụng và giáo sư Lê Phúc Tấn sẽ đến đây. Đến rồi. Dạ rồi. Xin trân trọng kính chào giáo sư Lê Phúc Tấn. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ có nhiều thiếu sót khi được bổ túc, như là nhà thơ Thanh Thanh Lê Xuân Nhung. Hồi nãy chúng tôi cũng có giới thiệu rồi. Xin trân trọng kính chào ông lần nữa. Dạ thưa, hôm nay Đức Ti rất là vui có giáo sư Lê Quốc Tấn và Ngọc Doãn là phu nguyên nhân của giáo sư Lê Quốc Tấn. Có quý vị biết là giáo sư Lê Quốc Tấn phải là bạn đối phố của xã Đức Ti từ cái năm ở học dưới trung học ở Trung Văn An đó. Dạ vâng, và đến đây được tị nạn qua đây từ năm 75 đến giờ, gặp hai gia đình gặp nhau ngày xưa Đức Ti với gia đình ở đây đến 7-8 năm, là từ năm 77 đến năm 80 mấy trở về với Duy Duy đều ăn khác. Thành ra là hai gia đình rất là gắn bó, các cháu nhỏ nhỏ chơi với nhau rất là vui. Và hôm nay thì tí nữa xin quý vị ở lại đến phút chót, bởi vì chương trình văn nghệ rất là có đặc ý nghĩa hôm nay rất là nhiều. Và giáo sư Lê Phương Tấn sẽ cùng với Bích Ti
có một màn thi nhạc đầu tiên. Vâng, và xin mời quý vị ở lại để nghe cái màn thi nhạc đầu tiên này. Là đây là cái gì quảng cáo trước trước một tí. Dạ vâng, cảm ơn toàn thể quý vị và anh Tấn. Tí tôi sẽ đánh đàn guitar cho quý vị đánh hát và quý vị sẽ ngâm thơ. Dạ vâng, và bây giờ thì xin anh tên sĩ Nguyễn Hồng Dũng, bây giờ anh giới thiệu vị nào qua trước đây. Trước khi giới thiệu, chúng tôi cũng xin được trân trọng kính giới thiệu với quý vị tham dự hôm nay có bác sĩ Võ Tá Đồng đến tham dự, và ông cũng là một họa sĩ khá nổi tiếng. Xin trân trọng kính giới thiệu bác sĩ Võ Tá Đồng. Kính thưa quý vị viên trưởng, kính thưa quý cơ quan truyền thông báo chí, kính thưa quý vị, giờ này tại quê hương Việt Nam chúng ta đang có một cuộc biểu tình vang dội các nước từ Hà Nội đến Sài Gòn, và cũng chiều nay tại tượng đài Trần Hưng Đạo Bắc Cali cũng có một cuộc biểu tình quy mô yểm trợ đồng bào trong nước phản đối tà quyền cộng sản bán nước cầu vinh, bán đặc khu kinh tế Vân Đồn, bán phát Vân Phong, bán Phú Quốc. Trên tinh thần đó, chúng ta tập hợp ở đây bên cạnh để tưởng niệm những người quốc gia yêu nước đã cống hiến đời mình cho nền giáo dục bác của chủ nghĩa Việt Nam Cộng Hòa và nền văn hóa của dân tộc. Gì đó tục bình định. Cố giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Liên, bác sĩ đó. Cựu thứ trưởng Bộ Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa và cố nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh. Thưa quý vị, nền văn hóa của một dân tộc là vô cùng quan trọng. Văn hóa còn, dân tộc còn, văn hóa mất, dân tộc diệt vong. Nhà thơ Bùi Giấc đã mất năm 1998 và để lại những dòng thơ như một tiên tri. Đánh cho Mỹ quốc Ngụy nhào, đánh cho cách mẹ đồng bào miền Nam. Đánh cho hai nước Việt Tàu không còn biên giới cùng nhau đại đồng. Kính thưa quý vị, đó là lời tiên tri của nhà thơ Bùi Giấc. Bán đặc khu kinh tế Vân Đồn, bán Bắc Văn Phong, bán Phú Quốc cũng là cách mà cộng sản Việt Nam muốn xóa biên giới, rước Tàu cộng kéo quê hương. Đại họa mất nước đã đến, đại họa diệt chủng cũng sẽ chết trong đó. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, cựu thứ trưởng Bộ Văn hóa Giáo dục, đã đóng góp cho nền giáo dục Việt Nam một nền giáo dục nhân bản, dân tộc và khai phóng. Nền giáo dục tốt đẹp đó, tất cả chúng ta thế hệ ngồi đây đã đóng góp tích cực và đã hưởng thụ nó. Nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh đã là một nhà báo, nhà văn suốt đời vì tự do dân chủ cho quê hương đất Việt. Bà đã lăn lộn từ đông sang tây để lo cho văn bút Việt Nam, bà để lại nhiều tác phẩm giá trị. Kính thưa quý vị, xin thành kính tri ân và tưởng niệm giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, nhà văn Minh Đức Hoài Trinh. Chúng tôi một lần nữa trân trọng tri ân hai vị đã quá cố và xin trân trọng kính mời quý vị đứng dậy dành một phút để tưởng niệm với hai vị quá cố, hai vị đã cố công rất nhiều cho nền văn học của nước nhà. Dạ. Xin mời bác sĩ Đông Nha. Dạ, xin mời anh Bách Đại, đại diện bên Trích Ký, anh Quỳnh Long Quang và anh Vũ Lâm, con của giáo sư Dũng Đình, đề nghị chúng ta đốt nhang. Mời cố vấn của nhà đến một vài đại diện nữa, chúng ta lên đốt nhang cho hai chị đây để mình tưởng niệm. Mời anh Bích Đại, anh Quang, mời nhà già, mời anh Lâm, nhà già. Đúng, đúng.
theo đó. Trong không khí khói hương nghi ngút dưới bàn thờ của nhì vị Văn Lạc, kính thưa quý vị, giờ phút tưởng niệm này chúng tôi xin thành tâm dâng hết nén hương này và nguyện cầu cho những nhà văn đã đi trước, phù hộ cho những bước chân của những người còn tiếp tục sự nghiệp đấu tranh cho dân chủ văn hóa Việt Nam được trường tồn. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị hướng lòng, lễ tưởng niệm bắt đầu. Và một lần nữa chúng ta thành tâm tưởng niệm hai vị quá cố, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm và nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh. Hai vị đó đóng góp rất nhiều cho nền văn hóa và văn học của nước nhà. Xin cảm ơn quý vị, xin mời quý vị an tọa. Là nhà văn như giáo chỉ ấy và đặt ảnh tôi, chứ tôi không phải là văn sĩ, nhưng mà cũng được may mắn được anh em quý mến để lên đây nói về cái tác phẩm của giáo sư Liêm. Tác phẩm có tựa đề là tưởng niệm giáo sư Nguyễn Thanh Liêm. Nhưng mà trước khi nói đến tác phẩm đó, tôi xin kể lại quý vị một vài kỷ niệm cho vui vui, để cho cái không khí cho nó phấn khởi. Có lẽ quý vị cũng mệt mỏi rồi buồn ngủ. Thưa quý vị, trước năm 75 chúng tôi không hề biết giáo sư Liêm, mặc dầu tôi và giáo sư Liêm cùng học một trường. Năm 1955 giáo sư Liêm đã học ở lớp gọi là Class Terminal Philo Urbanistry. Thì lúc đó tôi mới nhập đứng vào lớp đại thất, và cùng cái lớp đó có giáo sư Trần Ngọc Thái, giáo sư Trần Thành Minh và giáo sư Bùi Vĩnh Lập học sau hai ba lớp. Nhưng mà rồi giáo sư Liêm sau khi học PhD rồi thi đậu vô Cao đẳng Sư phạm 56 và 58 thì là đang đậu thủ khoa về trở lại PhD. Tôi học sau nhưng mà tôi học nhảy lớp, cho nên 58 tôi đã hoàn thành nhảy hai lớp đầy ngủ và đầy bao. Cho nên khi giáo sư Liêm trở lại PhD thì tôi đã ra trường rồi. Lúc đó thì có anh Trần Thanh Điền cũng học để giúp PhD, thì tất cả chúng tôi vậy. Thì tôi không hề biết giáo sư Liêm, tôi cũng nghe phong văn rồi ông lên hiệu trưởng, lên thanh tra tất cả, và có rất quan trọng trong vấn đề giáo dục. Thưa quý vị, trước năm 75 quý vị biết rồi, những lãnh đạo của Việt Nam thường thường là bác sĩ, và đặc biệt cái bộ giáo dục đưa những bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ làm tổng trưởng. Thành ra chưa có cái gì mà ông đó bận do lo khám bệnh, chính trị ít có thì giờ. Chỉ có một người mà tôi biết rõ này là quan trọng cái vấn đề đó, mà đi từ dưới lên trên, giáo sư đệ nhất cấp rồi đệ nhị cấp, hiệu trưởng đến thanh tra, và cuối cùng đến thanh tra đặc cách cái trung tiểu học, thứ trưởng trung tiểu học trong nội các cuối cùng của Nguyễn Ba Tận. Nhưng mà trước đó đã làm rất lâu như tập trưởng giáo dục Ngô Các Tỉnh, và đã có công. Khi mà nói đến nền giáo dục Việt Nam phải nói đến giáo sư Liêm. Và giáo sư Liêm còn có những cái hay là ông đang học bên PhD, sau này ông lên giáo sư và lên hiệu trưởng. Còn tôi có phải học yêu anh, tôi học bên PhD xong rồi một thời gian sau đến đại học thì tôi muốn trở lại dạy bên PhD để lấy lên một tí, nhưng mà không, bị ốm yếu nhỏ con, tôi giống như Văn Lê, nhưng bây giờ mập cũng như Văn Lê chứ mày nhỏ xíu, thành ra bị vô chê ba lần. Tôi đến bên PhD để xin dạy thì bị chê vì ốm yếu nhỏ con. Chứ tôi có cái giấy sự du lịch rồi, và có những cái lời recommendation rất là hay quảng cáo tôi, nhưng mà không biết duyên dáng bằng, nó là không có hay, thành ra không có được may mắn như giáo sư Liêm. Rồi bỗng một thời gian trôi nổi, một ngày trời đẹp trời sau 75 tôi trở lại, tôi làm việc ở Public Health của quận Hạc Santa Barbara. Thì từ đó tôi tập giáo sư Liêm, và chính ông đã giới thiệu cuốn tác phẩm, tôi đã viết nhiều cuốn sách về y tế cộng đồng. Và chính cái chỗ lúc tôi đã mắc, ông đã giới thiệu cách trịnh trọng. Ông ở cái quận Hạc Santa Clara này, ông đã làm nhiều việc, mà quan trọng là ông đã lập cái hội ái hữu PhD từ năm 86 tới giờ 30 năm.
Rồi bỗng trong thời gian cũng mời nó vô cộng tác với Pinsky, ông làm nhiều việc lắm. Ngoài cái chức vụ chánh của ông là làm trong cái sở xã hội, còn tôi làm y tế cộng đồng. Ông làm việc như vậy rất là tốt và hay, nhưng mà một thời gian sau do nhiều cái bệnh sức khỏe, tim mạch cũng thứ rồi ông xin từ chức ở cái cao ti. Và ông một ngày trả trời ông nói Nam ơi, qua nhầm tôi một việc mà hỏi cái việc gì vậy? Ông giao cho tôi một trọng trách mà tới bây giờ kéo dài mãi là ngoài tòa phải coi cho ngoài cái hội Pinsky. Bây giờ nó eo buộc quá rồi, tôi phải dốc lên. Nó trời tưởng anh thứ trưởng anh chót nó cái gì hay ho anh đưa cái gì yếu bệnh anh kêu lên vậy. Nhưng mà tôi rồi cũng ráng làm theo anh để mà dốc sạch cái Pinsky tới đây 20 năm. Rồi anh nói rằng à Nam ơi, mình hỏi có cái động lực nào mà làm sao cho anh rời bỏ đây cái chức vụ của anh ở cái chỗ Santa Clara này cũng là quan trọng, và nếu anh cũng dưỡng già đến tốt quá đi. Ông nói anh hoặc có cái nhiệm vụ khác và ta có biết là anh muốn hai điểm, có lẽ anh về hoạt động văn hóa, chứ cái vấn đề mà anh làm sở xã hội đây coi về những người lãnh vớ phe, những cái học vấn đề nghề nghiệp cũng là cái chức vụ rất hay giúp cộng đồng, nhưng mà muốn những cái văn hóa. Và ngoài chúng ta, tôi còn biết ảnh nữa là đi theo tiếng gọi của tình yêu. Quý vị có ai cũng trách xử thật lời tôi là đi mãi rồi anh xuống như Nam Cali. Anh có làm cái đá mũi Tả Quân Lê Dân Việt Foundation và một cái hội rất là hay, và có xuất bản cuốn sách một cái đọc sang văn hóa Đồng Nai Cửu Long thật là hay. Anh xuống anh hoạt động rất là tích cực và nó đóng góp rất nhiều cho cái nền văn hóa Việt Nam ở ngoài ngoài. Chưa có một cái đặc sắc nào mà có cái vấn đề nghiên cứu. Tôi đã đọc sách đó với nhiều tác giả của miền Nam như Trần Quân Phiêu, Nguyễn Thành Lâm, Nguyễn Văn Sông, rồi nhiều rất giỏi mà hay lắm. Đó là cái cuốn trong nước tôi không biết, nhưng mà ngoài, ở nước ngoài cuốn sách đó là sách rất hay. Đồng thời cũng cũng tổ chức những cái buổi tưởng niệm cụ Trần Văn Hương, cụ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và nhiều người đó. Ông hoạt động rất hăng say. Đến năm 1900, cái đây 2 năm, ông gọi nó một lần nữa, nói Nam ơi, nhờ toa giúp cho mau một việc, mình hỏi là việc gì? Thì là, ông nói, ngoài giờ muốn ra cuốn sách, gọi là Tuyển Tập Nguyễn Thanh Liêm. Chúng tôi rất vui mừng, nó nói anh tới đây, chúng tôi sẽ tổ chức. Thì chúng tôi đã tổ chức đến ngày 17 tháng 4, 2016, rất long trọng, đã dính chắc. Vì cuốn sách đó rất là hay, nói đến nhà văn hóa, một nhà giáo dục rất là nhân bản và nhiều tài liệu nghiên cứu rất hay. Sau cái buổi ra mắt đó thì anh còn ngần ngừ, tôi chia tay anh. Anh nói Nam ơi, nó còn một chuyện nữa. Mà nói chuyện gì vậy? Nói nó còn ấm ức lắm, nó còn viết một cuốn chót nữa. Mà nó cuốn chót là cuốn gì? Nói rằng hồi đó sự thật đời tôi chứ nó trời đời tôi chứ đời tôi kể nó cũng có sự thật là chứ có không phải sự thật sao? Ông nói Hoa không có viết về chính trị mà viết về đời của Hoa. Rồi tôi cũng em cho nó là mình mới tổ chức đây mà tôi thấy anh cũng tội nghiệp, tôi danh điền cũng thấy là tội nghiệp quá, ảnh ngồi mà chi phí này nọ. Tôi nói thôi anh muốn gì cũng nghiệp cũng được. Nhưng rồi bỗng tháng 8 á, đến ngày 17 tháng 8 anh mất thì lộ trình 3-4 ngày trước anh kêu tôi một lần nữa. Ông nói Nam ơi, sao mà kiếm toa hoài mà không gặp? Tôi nói kiếm kiểu gì? Mình nói kiếm toa để nhờ toa tổ chức ở San Jose ra mắt sách vào tháng 10 là ổng đỉnh ngay luôn. Mình nói trời ơi anh ơi, mới vừa ra mắt sách mà tháng 10 ở đây nhìn nơi đó tổ chức sợ không biết được hay không. Nhưng mà thôi đi từ từ tính. Tự nhiên dài ba bữa sau thì đại tá Điền, tôi đang ở đây kêu tôi đang lái xe đến Nam ơi, Nam ơi, có một chủ quan trọng mình nói cái gì rồi, anh Liêm mất rồi. Thành ra trước khi chết anh cánh còn mong viết sách ra hoạt động văn hóa. Quả thật là những cái người mà bắt đầu không mệt mỏi, mà trước đó anh có nói ngoài khí chết mấy lần rồi, nhưng mà qua được và mong rằng viết cuốn sách sự thật đời đông. Thì bây giờ nói đến với Thanh Liêm thì quý vị biết rồi, Thanh Liêm một tên rất đẹp. Và nói đến con người đó, tôi thấy con người rất đẹp về thể xác và lên trên tinh thần. Anh xuất thân từ cái vấn đề giáo dục đi từ cấp nhỏ lên cấp cao và đã đóng góp rất nhiều. Và quý vị thấy rồi, mặc dù ngân sách có anh tổng trưởng Nguyễn Đức Cường đây, Việt Nam cộng hòa rất eo hẹp, nhưng mà tôi do lại là cái nền giáo dục Việt Nam của mình rất là hay, và nhiều sinh viên của Việt Nam kể
mặc dù khó khăn thiếu thốn sách vở nhưng không hề thua cái sự yêu ngoại quốc, và còn hay hơn nữa khi mình cáo tiếp tuyển dụng chúng tôi hỏi rằng anh làm ở đâu mà sao thấy cha tôi nói tôi đã nhờ một cái nền giáo dục Việt Nam đưa chúng tôi qua đây và qua bên đây qua cái chế độ Mỹ chúng tôi đã đáp được adjustment được để vô vô dân chính, đó là phải nhờ công lao của Nguyễn Thanh Liêm. Thì là Nguyễn Thanh Liêm đã đóng góp vấn đề giáo dục văn hóa, thì hôm nay tôi hân hạnh đã giới thiệu các tác phẩm thì cho là tưởng niệm giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, tưởng niệm sẽ đem cho cái nhóm nhân dân nghệ thuật. Là cách đây mấy tháng trước thì tôi nghe anh Diệp Hải nói bây giờ sẽ viết một cuốn sách để mà tưởng niệm Nguyễn Thanh Liêm, thì tôi nói chà tôi cũng bận, nhưng vừa rồi hay vừa rồi có cái sự tổ chức thì tôi vui mừng, tôi nói là được, vì cách đây 2 năm trước khi anh mất chúng tôi chưa làm lộ cái nỗi rối rắm của hôm nay chính là đưa lại là mình có thể mình còn gọi là qua cái tất lời tối trần anh Liêm tôi đã làm. Thì hôm nay chúng tôi thân hạnh để giới thiệu cuốn sách gọi là tưởng niệm giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, tưởng niệm cái gì để đưa lại những cái kỷ niệm. Thì phần đầu cuốn sách gồm tất cả cuốn sách 335 trang, 350, thì gần 200 trang đó những người cùng thời học trò nhiều tác giả đã viết lại cuộc đời của Nguyễn Thanh Liêm, không phải là cuộc đời tình ái éo le mà cuộc đời thủ nhũ của Nguyễn Thanh Liêm. Và người ta nói rồi, có chết để ra người chết để tiếp, Nguyễn Thanh Liêm đã viết rất là nhiều người đã viết, trong đó có những người mà cùng thời với Nguyễn Thanh Liêm là Lâm Chánh Bé cùng học ở dưới Mỹ Tho, rồi có những người như là Trần Thành Binh cùng một thời với Nguyễn Thanh Liêm, và cũng có những người học hơi xa một chút như là Nguyễn Trung Quân, rồi có những người học trò như Trần Diệp Hải. Trần Diệp Hải đã phê bình rất rõ ràng cuốn sách tuyển tập là sự thật đời tôi, hay là nhà văn Trần Bán Thành đã phê bình cuốn sách là tuyển tập của Thanh Liêm. Thưa quý vị, khi nói đến Liêm thì người ta phải nhắc đến mấy cuốn sách của anh đã nổi tiếng, cuốn sách đó là tuyển tập của Thanh Liêm và để giáo dục Việt Nam trước 1975. Ngoài ra có nhiều cuốn sách khác, và cuốn sách cuối cùng là sự thật đời tôi. Rồi trong đó có để những cái chuyện tình cha con như là của Thùy Linh, của Vũ Lâm viết về cha, có những người cộng sự đàn em nói về giáo sư Liêm như là Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Văn Sâm, rất nhiều tác giả và những người đàn em như Dương Viết Điền, tất cả đều phục vụ và tất cả công nhận rằng anh Liêm chính là một người nhà giáo dục nhân bản và khai phóng, đưa một cái nền giáo dục của Việt Nam học qua rất tốt đẹp, là đúng cũng giống như là cái nói là không mạnh cương thường của các cô về vấn đề đối lý không mạnh, nhưng mà đưa cái chương trình phù hợp với cái nền văn hóa Đông Tây, phù hợp với xã hội bây giờ, và đưa cho những người thế hệ Việt Nam chúng tôi nhiều học trò giỏi ra nước ngoài không có hổ thẹn mà thấy làm ảnh diện nữa. Và phần thứ hai của cuốn sách là đưa một số tác phẩm mà điển hình của anh Liêm viết về Petristy, về ông Petristy và trường Petristy, rồi nào là căn cước của người Việt Nam mới ở hải ngoại, rồi sự thành hình cái Việt Nam và cái vấn đề văn hóa Đồng Nai Cửu Long, quan trọng là văn hóa Đồng Nai Cửu Long, và có nhiều bài khảo cứu rất là hay. Tôi đọc sách rất nhiều nhưng tôi chưa biết thế nào nha. Nghiên cứu về những địa danh, những tỉnh như Tây Ninh, Định Tường, Rạch Giá, Hà Tiên, tôi mới đọc lại, nó lạ quá đi. Cái những đề tài này cũng rất là quan trọng. Và tôi thấy rằng về sau nếu cần mà nghiên cứu về vấn đề PPST thì phải lật lại những cuốn sách của Thanh Liêm, lật lại những cuốn đặc sản PPST và lật lại những cuốn sách về vấn đề Đồng Nai Cửu Long. Trong đó có sự đóng góp của giáo sư Nguyễn Thanh Liêm. Hôm nay tôi hân hạnh được giới thiệu với quý vị trong nháp dài dòng được cuốn sách của Nguyễn Thanh Liêm. Và quý vị, tôi xin quý vị một lần nữa thì chúng ta vinh danh giáo sư Liêm bằng một tràng pháo tay cho một nhà văn hóa giáo dục dân bản. Và chúng ta sẽ càng rõ tay nữa bởi vì chúng ta là hân hạnh cùng với quý vị. Thank you very much for coming. I appreciate your
cảm ơn anh Vũ Lộc. Và xin mời chị Bích Ti trở lại để giới thiệu chương trình. Để chúng ta tri ân một người đã có công rất nhiều với nền giáo dục cũng như là văn học của Việt Nam. Và chúng ta với cái tinh thần mà tôn sư trọng đạo đó, thưa quý vị, Bích Ti rất lấy làm ngưỡng mộ giáo sư Nguyễn Thanh Liêm ở dưới miền Nam California đó. Thì phải nói là giáo sư Nguyễn Thanh Liêm làm rất nhiều chương trình lắm, nhưng mà cái hội mà Bích Ti mà phải nói là impress nhất, rất là có ấn tượng nhất, đó là cái hội Tả Quân Lê Văn Duyệt, và Bích Ti đã từng tham dự những chương trình ở trong cái hội, và cũng như là có đền thờ Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt trong đó. Và cái hội thứ hai nữa mà phải nói là cái ngày mà giáo sư Nguyễn Thanh Liêm đã phải nói là làm một người đã founder, là một người đã làm ra một cái chương trình mà phải nói là Bích Ti rất ngưỡng mộ, đó là cái ngày mà tôn sư trọng đạo. Tôn sư trọng đạo, đó là cái tinh thần của người Á Đông, và nhất là đặc biệt cái tinh thần người Việt Nam chúng ta, và hàng năm đều có ngày tôn sư trọng đạo ở dưới miền Nam California. Đó tất cả là cái công lao của giáo sư Nguyễn Thanh Liêm rất nhiều. Dạ vâng, và bây giờ để tiếp tục chương trình thì Bích Ti xin phải nói mở màn cho các bạn văn nghệ ngày hôm nay. Văn nghệ rất là dài, xin quý vị ở lại phút chót. Dạ. Và một người ca sĩ từ dưới miền Nam California lên trên này, và cô rất là duyên dáng, và cô đã hát cho những cái hội đoàn đặc biệt lắm, và nhất là những nhân văn, cái nhóm nhân văn nghệ thuật cô đã cộng tác thường xuyên trong đó. Cô có thể hát được 3-4 thứ tiếng, và tiếng Pháp, mà chỉ tiếng Việt thì chắc chắn rồi, và cô còn hát được những cái bài hát cả tiếng Pháp, tiếng Anh, rất là, phải nói là rất là song suốt và rất là hay, thưa quý vị, quý vị đã từng thưởng thức. Và hôm nay xin quý vị cho một tràng pháo tay, chúng ta xin chào đón ca sĩ Thanh Thanh. Trở về xứ Việt, thơ của công chúa Đức Hoàng Trinh và bộ nhà quay bẩm nhạc sĩ Phạm Ấn Vân.
Cho nên nói cái tự hào của thầy rất là nhiều về cái ký.
Rồi đến khi thầy tốt nghiệp xong trường sư phạm đó, thì cái nhìn sợ đầu tiên của thầy đó, thì thầy cũng nói là ô, về trường Bukitsky thì đó, thì thầy cũng chọn nó luôn. Nói về thầy đó thì khi chúng tôi vào trường Bukitsky thì thầy không còn ở trường nữa, thầy đã đi ra làm một chức vụ lớn hơn. Thầy vừa là học sinh, vừa là thầy, rồi vào hiệu trưởng đó. Cái hiệu trưởng đó thì ngày xưa đó thì chúng tôi đi học đó thì biết đến giáo sư hoặc biết ông giám thị, ông tổng giám thị, rồi thì giám học thôi. Chứ nói đến thầy hiệu trưởng là thôi xa vời vợi, không có dở. Chỉ thấy ông đi thấp thoáng trên cái hành lang danh dự, hoặc là những cái ngày lễ mà ông phát thưởng gì đó, rồi có biết là thầy Liêm có bài trường, đó là như vậy. Chứ còn ngoài ra thì không biết. Qua đến đây sinh hoạt thì cũng có may mắn là lần đầu tiên đến trong cái buổi họp đầu tiên sinh hoạt đó, thì lúc đó là thầy Liêm tổ chức bầu lại cái chức hội trưởng với quý sĩ. Thì phải nói cái việc đầu tiên của thầy Liêm, cái mình cảm ơn thầy Liêm là gì? Thầy Liêm đã chọn được anh Nam làm hội trưởng với quý sĩ từ năm 99 cho đến bây giờ. Cái đó là cái công lớn nhất của thầy Liêm cho hội ái hội quý sĩ. Mặc dù thầy Liêm là một trong những người hội trưởng đầu tiên của Bukitsky nữa. Rồi thầy Liêm, phải nói cái tâm tình của thầy Liêm đối với Bukitsky nhiều lắm. Lúc nào nhớ đến thầy là nhớ cái giọng nói của thầy. Thầy người Nam mà, thì nói rất là nhỏ nhẹ, êm và chậm rãi, khoan thai, nó không có gì vội hết. Nhưng mà khi làm việc với thầy thì thầy bắt cái bài chi tiết nhiều lắm. Tại vì năm nào Bukitsky Bakali cũng có làm cái đặc sang thì tất cả những cái đó thì gần như là lúc nào cũng có bài của thầy, thì thầy bắt kể, thầy nói phải lỗi chính tả, phải sửa lại người kia hết. Rồi lần cuối cùng khi thầy làm cái cuốn tuyển tập ra mắt của vậy, khi thầy làm cái thiệp mời á, thì thầy nói chứ làm cái thiệp mời gửi cho thầy coi, rồi thầy nói chọn cho thầy cái hình nào, rồi cái góc nào đó là cho thầy mới vừa ý. Đối với cách làm việc của thầy Liên định vậy, nói chuyện thì cái đó mình nói là lúc nào thầy cũng rất tôn trọng, even là chỉ là học trò mà nhỏ của thầy thôi, nhưng mà lúc nào cái đó nói lên cái nhân cách rất là lớn của thầy, tức là thầy lúc nào cũng rất là tôn trọng mọi người hết. Rồi nói về thầy Liêm đó, để tưởng nhớ thầy Liêm đó thì chắc không có gì để nhớ bằng tưởng, bằng cách mình nhớ đến những cái việc của thầy Liêm đã làm. Thì có một cái bài thầy Liêm viết, tức là tại sao duy trì danh sinh Bukitsky. Thì chắc để kết thúc một cách, tôi xin đọc lại những cái phần cuối của cái bài của thầy, và coi như đây là cái tâm nguyện của thầy. Vì sao chúng ta làm như vậy? Lẽ nhiên nhiên chúng ta cũng làm như bao nhiêu anh chị em cuộc sinh khác đã và đang làm cho trường mình. Làm sống lại cái ý tưởng kỷ niệm đẹp đẽ về môi trường của mình, nhất là trường trung học. Nhưng riêng đối với học sinh Bukitsky nó còn có nhiều ý nghĩa cao cả hơn nữa. Nếu mất Sài Gòn thì coi như mất tự do, mất công lý, mất căn cứ quốc gia, còn mất Bukitsky cũng được xem như là mất tinh thần Bukitsky, mất một nền văn hóa giáo dục nhân bản dân tộc và khai phóng cho người Việt tự do. Đó là cái tâm nguyện của thầy. Đó là cái mà thầy đi bất cứ nơi nào và thầy cũng đều vận động xây dựng các hội Bukitsky từ Bắc Cali, rồi đi qua cái miền Đông, rồi đi xuống Nam Cali. Lúc nào thầy cũng là những cái hình ảnh mà để cho tất cả học sinh Bukitsky chúng tôi nhớ đến. Xin hát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trung Cộng đã và đang thực hiện trên quê hương của chúng ta. Và ông Bùi Hiền là một người đã nối tiếp Trung Cộng để muốn tiêu diệt cái văn hóa của Việt Nam. Đó là cái tiểu sử tôi đốt cháy từ nay tới giờ cũng hơi dài, xin lỗi nhà văn Nguyễn Quang, tại vì tôi cũng đã gặp ngài mấy lần rồi. Thì cái tác phẩm Xã Hội thì tôi phải nói qua một chút xíu. Cái tác phẩm Xã Hội không biết là quý vị đã đọc cái tác phẩm Xã Hội chưa nhỉ? Xin lỗi một vị nào đó sẽ lên nói về cái cuốn Xã Hội. Thì cái cuốn Xã Hội này phải nói đến song 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 sát ngang cái thời kỳ hippie của tụi tôi là để tóc dài, đời sống chỉ có tình yêu và tình yêu nô quỳnh mà đi ra cái đường khác. Chính vì cái điều đó mà khi mà nói tới Xã Hội tôi rất là mê, tôi đọc và tôi thích. Thì đây xin quý vị hãy nhìn vào chị Minh Đức Hoài Trinh, mà cách đây mới có mấy năm tôi cũng gặp hai ba lần. Nhắc tới Xã Hội chị nói anh cũng biết Xã Hội, tôi nói tôi biết nhưng mà tôi không Xã Hội, nhưng mà chị thì biết Xã Hội. Xin lỗi, xin chào quý vị. Tác phẩm của sinh ngoài. Xin lỗi, còn tiếp
cho tôi bài không, tôi nói chưa hết. Bài xã của bà đóng là vào bài ông vào tôi. Bà biết tôi là luôn. Mặc dù theo thì hai tác phẩm này tôi thử nghiệm và các bạn chúng tôi đã thay hai tác phẩm này từ năm của ông cha. Tôi sẽ trình bày ngắn điều tại sao hai tác phẩm này ra đời. Thứ nhất là trước khi thầy mới lên ra đi, thầy liên quan vâng nhắn tôi một đường hai ơi. Thầy ở nãy là một buổi tham gia sẽ được thầy tại Bắc Kinh Lục Nam. Tại sao thưa quý vị, thầy viên đang được ở xem nghe thầy viên rất yêu được nó này. Cũng như tôi có hai lần được cho người tại tại Lương Lâm Hiệp Quan Tình này ngân National Thế Bắc Kinh Lục Nam. Nhưng tôi không nhận tại vì lý do gia đình tôi vợ tôi có những cơ thể thứ ba là ban đại Nam Kinh Lục Nam do chúng tôi không dọn đây. Mặc dù xin quý vị thành phố Kinh Lục Nam và các quý vị ở xem, tôi rất về thành phố xem cũng như thầy tôi rất về thương thành phố xem lên này. Ngày hôm nay chúng tôi lên đây rất nhiều là chúng tôi kính mừng cho giác linh của thầy tôi. Em đến đây là để thực hiện lời hứa của thầy, em ra bắt xét của thầy tại Bắc Cà Rô Nam xe lê của thầy và ước mơ của em đến đây. Mặc dù sau 8 năm tôi mới trở lại thành phố này, tôi vẫn thích thành phố này. Mặc dù tôi hai lần tôi không được làm lấy quốc tịch xe lê thì nói như vậy. Kế tiếp là đối với các tác phẩm xa đôi trước đây vài năm, giáo sư Nguyễn Liệu có làm một buổi tiệc thật linh đình mời ông bà Nguyễn Quang và Quân Đức Hồ Chinh tới. Ngày hôm đó có vợ chồng tôi và rất đông đông về. Người vợ khuyến khích tôi rằng một tác phẩm của Vinh Danh Quân Đức Hồ Chinh và chúng tôi đã làm ra là giáo sư Nguyễn được rất tiếc đăng bài phát biểu hôm nay là của giáo sư và giáo sư người Nguyễn Tim. Đó là hai bên chúng tôi đứng đây ngày hôm nay. Giáo sư Nguyễn Tiểu có nói tại nhà con hy vọng là một chuyện là tại tất cả bạn bè chúng tôi là hãy, tôi nghĩ là hãy nên làm một cuốn sách vinh danh nhà văn Minh Đức Hồ Chinh. Tôi đã trả thơ em sẽ làm. Sau đó chúng tôi có làm Minh Đức Hồ Chinh một cuốn sách và nhà văn của bạn có đem tiếng thứ ghi của người được cả bút chứng minh cho mọi người thấy Minh Đức Hồ Chinh là một chiến sĩ áo bạc này và xông pha từ văn vũ quốc tế cho tới những chiếc thường sôi động tại xứ ngoài qua cái đài TV quốc pháp và còn nhiều và giúp đỡ những đồng bào của chúng ta tại đây khi họ vượt biên đến đây và can thiệp xin cho những nhà báo nhà văn bị trọng tội với chế độ cộng sản. Cho nên Nguyễn Lượng nói chắc nói một điều là tôi nhớ hoài Minh Đức Hoài Tinh là người của Việt Nam rồi. Minh Đức Hoài Tinh chiến đấu cho Việt Nam rồi. Và Minh Đức Hoài Tinh là của Việt Nam rồi. Xin quý vị, Minh Đức Hoài Tinh là một nhà thơ lớn. Tôi nhắc lại cái lời này của mấy người được mặc dù ông có bạn nào nha. Tôi nói những lời này có thể nhiều người biết. Vinh danh là một cái điều chúng ta phải làm. Tức là cái lời của anh ấy, chúng tôi mang lên Minh Đức Hoài Tinh là một cái quý thanh niên ra vẽ một chương trình giáo dục nhân bản các anh em chúng tôi lớn lên tại cái bên tôi giáo dục của Việt Nam rồi. Cho nên là nếu mà chúng ta nhìn lại Việt Nam có thể nó là một cái bài đáng thưa quý vị. Và hồi nãy chúng tôi vẫn nói là cái khi tôi tài chúng tôi nhớ bài tên mà chúng tôi đau rồi rất tôi tài anh đi tôi em ở nhà đây đi luôn người em họ của chúng tôi ở Việt Nam gửi sang cho sang Pháp và sang Mỹ chúng tôi anh ta khi cái này thì khi được gặp cô em tôi biết là rất tu tài em anh đi ra rồi em ở nhà đây được gặp luôn con điều đó cho thấy ở với được gặp khổ lắm ở Việt Nam mà còn chưa và nói như vậy tiếp tục về xem thôi. Tôi muốn chứng minh sao cái nhìn điểm anh sao không về 2030 có thể nhiều người ra cả ba chúng anh về nhân vật tăng người từ tăng diễm lợi hải lễ thanh quân bà giáo ảnh John và Man. Lý do là vì
hai người để yêu nhau, họ đến với nhau bằng tình dục. Tại vì nếu mà nói về tình yêu mà không có tình dục có thể là không phải là tình yêu. Có nhiều người tình nghĩ tình yêu và tình dục là một, thì đó là những người để chúng ta hiểu, chúng ta rất nhiều người chúng ta đã qua giờ đó rồi. Nhưng mà vấn đề ở đây cái sự linh động hay là về nội dung sách đó, nhà văn Minh Đức Hòa phải đi từ giai đoạn, tức là cái bố cục của Minh Đức Hòa rất là chặt chẽ. Mỗi giai đoạn phải mỗi nhân vật có một cái vai trò riêng trong sách của bà. Chưa quý vị hãy có tác phẩm này đọc và hiểu. Chúng tôi bố cục chúng tôi sẽ chứng tại sao cuốn tác phẩm này hay. Thưa quý vị, Tân là một tay ăn chơi, là một playboy, là một tay Don Juan, hay là một tay Casanova, một tay sống về xác thịt của người đàn bà. Anh ta hưởng dục từ người này sang kia, từ quyển cho tới là lợi là một người đàn bà lớn tuổi. Bà ta lấy tiền nuôi anh ta để cho anh ta trong một ăn chơi. Sau đó thì anh ta có tiếp đến với một người đàn bà khác là Lệ Thanh rồi vợ của đại quý quân đi công vụ quân đội ở nhà người vợ ra hàng với Tân. Do khi mà chúng ta gặp các tác phẩm này, Minh Đức Hòa chứng chứng minh đây là một cái bối cảnh rất là phức tạp của sau thời. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng sau Việt Nam có những lúc rất là phải nói rất là vi rác, thì tác phẩm này khi mà Minh Đức Hòa gửi về vấn đề phòng ca hay là về vấn đề may mưa, ông cũng rất hay. Quý vị sẽ xem ăn món gì tôi đọc từ năm tôi và bảy tôi cho tới năm tôi đọc da gà tôi vẫn rất rõ lên về kỹ thuật phòng ca hay lắm, rất hay. Rất là cô em chúng tôi chứng minh tại sao tác phẩm này thông thua một đại tác phẩm của người Pháp của Franz Schubert. Cô này sẽ trình bày sáng có thể để bày cho cô em của chúng tôi. Có điều là tại vì Tân liên hệ với quá nhiều người đàn bà, do đó mà Lợi là một người một trong những đàn bà tương tác muốn giữ Tân Lợi rồi cho anh này một cái thai để mới bắt anh này. Nhưng mà có điều tại vì khi mà Lợi sinh con, người vụ không thể giúp người mẹ sống, người mẹ phải hy sinh cho một đứa nhỏ sống mà người mẹ đứt đứa nhỏ đồng đầu Tân ngoài người cha gặp tên đứa nhỏ là Trần Thị Sa Mối, tức là anh ta hối hận, anh ta hối hận tại vì anh ta mà tạo ra đứa bé không có mẹ. Đó là một trách nhiệm về người cha. Còn đoạn cuối của cuốn sách quyển là người thiếu nữ lâm hoàn ăn chơi, có mẹ là không cha nhưng có bạn là một nhà giáo, một nhà vô phạm, và chính bà này cũng bỏ con cứ lấy lý do là ở trường học bận rộn. Mà chính cô Quyển nghĩ rằng người mẹ là trốn tránh để đi chơi, cho mà Quyển có nói là mẹ hãy sống với thực tế mà mẹ đừng rời được cái nhà này. Thưa quý vị, nhà văn cô Bea Donald cũng là khi mà chúng ta sống vượt ra khỏi những vòng kiềm quả, chúng ta hãy sống thật với chúng ta, chúng ta sẽ sống không cần khác biệt, đó mới là cuộc sống. Donald nói như vậy thì sao đây, chúng tôi muốn chứng minh gì, muốn ra nói là mẹ hãy sống như thế này, mẹ yêu ai mẹ cứ ra mẹ đừng trốn tránh. Do mà sao mày nguyện cặp chân tôi nghĩ là cho cặp chân ban có nơi một lần đó tôi có như đi là quá lớn. Cái điều là chứng minh cái tác phẩm hay là lời nhắn nhủ hay là cái thông điệp của Minh Đức Hòa nên gửi cho mọi người tôi cái tác phẩm này là làm mẹ phải để cho con cái ăn chơi mang thai phá thai. Bà không biết người cha trần hậu đất là tiếp rằng người đàn bà này cái người đàn bà để cho con ra đời mà thương trách nhiệm. Do
ba mẹ phải để cho con hát. Đó là cái lời thông lệ. Mỗi người đều thấy là hay đầu thấy không thấy. Đừng nghĩ là qua những cái căng về khi cho một cái rồi một cái thông về bạn. Tôi chứng minh mới đến thì mọi người. Đây là một cái thông rất hay. Cái hay nhất của nhà văn mới đưa vào. Và tôi rất thích khi chúng ta đọc một cái thông thường thông thường tác giả cho được cái luật theo ý mình với Đức và Thánh tự do cho chúng ta là những tập quý vị hãy lấy kết luận thuốc hãy theo ý quý vị tức là và cho một kết luận mở open conclusion tức là và nha rồi có bài cho không sai hay là bị sai với Đức và để chúng ta quyết định ai là người sai. Em ơi anh vừa nói chuyện mà má khác không bây giờ anh vừa nói cái này mà bác anh em đang thân khán giả cũng giống như quý vị quan khách đang còn cố gắng ngồi đến phút cuối với tất cả các anh chị em trong ban tổ chức thật là quý hóa và quý vị đã dành thời giờ để ngồi đây với chúng tôi. Hầu như anh Điệp Hải đã nói đến hết nội dung của cuốn sách Sáng Hối, sự khác biệt giữa tác phẩm Ocean to the Stars của Francis Bacon và nữ sinh Minh Đức nói trên là cái phong văn, cái văn phong của mỗi một người. Francis Bacon cho chúng ta thấy trong tác phẩm Ocean to the Stars của bà đã nói lên cái sự nóng bỏng trong tình yêu. Trong tình yêu của bà, trong cuốn sách này qua các nhân vật, không có cái sự mềm mại, không có cái sự lãng mạn. Mà nếu có đi chăng nữa, cái sự lãng mạn đó đã phải biến đổi thành một cái sự nóng bỏng và quấn quyết vào nhau bởi những đam mê xác thịt dục tính. Xin lỗi anh Việt Hằng, anh đã nói về cái thể hiện sinh thì chính sách em được hỏi anh là cái sự khác biệt mà em thấy giống như thực tế thấy là cái văn phong của những sinh viên Đức Hải Trinh và một người có gia đình một người rất là đạo đức và có rất những cái ý thức rất là thiền chay trà hoa thì đối với một con người như vậy mà viết lên một tác phẩm về thể hiện sinh về một mối tình đam mê nóng bỏng để so sánh với công chúa Tristess của Francis Bacon thì như thế nào và tại sao chúng ta phải so sánh với anh? Bây giờ anh nói chuyện mình là nhà văn này không có bất cứ nhà văn nào ở xứ ngoài dù Pháp Anh hay là Đức hay là Nga nhà văn Việt Nam chúng ta hay là nhiều về nhà văn Việt văn chương Việt Nam không có văn chương nổi tôi đi ra từng đọc sách tôi mang cho nga tôi ra từng đọc sách tôi ra từng nói với anh Nguyễn Hoa là đọc sách của tôi hay cũng đi với tôi muốn nhưng tôi biết một bài rất dài tôi so sánh ra cho nó này không không đưa vào tên là một nhà văn tôi sẽ là không có bất cứ nhà văn nào từ Hemingway hay là Mark Twain chúng ta hay hành gì văn chương người ta của chúng ta văn chương của bên kia là bờ biển tôi cũng văn chương người ta của tôi rất hành gì cái văn chương anh nuôi tôi lớn hơn hàng ngày từ đây. Vâng, thưa quý vị, nữ sĩ Minh Đức Hải Trinh trong tác phẩm Sám Hối, tác phẩm này đã được tái bản lần thứ ba, tức là đã nói lên cái sự được yêu thích. Tại sao chúng ta lại yêu thích nhạc tác phẩm Sám Hối này? Vì trong đây chúng ta thấy ngoài những cái tình tứ lãng mạn và đã đưa lên những cái hình ảnh của thể hiện sinh là cái sự quấn quyện nhưng không thiếu ở trong đó cái sự nóng bỏng. Theo như sự biết, cái khoảng thời gian thập niên 60-70 khi chiến tranh Việt Nam đang leo thang thì tuổi trẻ của chúng ta đang bước vào những cái sự trắng trời, những cái sự xa đọa và chúng ta đã tìm thấy trong cái cuộc chơi mà hầu như những cái cuộc chơi đó là những cái cuộc chơi mà đã đem lại cho chúng ta những cái kết quả không có hậu và cái thể hiện sinh và cái năm 60-70 đó đã là một trong những cái yếu tố mà nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh đã cho ra đời nhập tác phẩm Sám Hối. Tại sao Sám Hối giống như nhà văn Việt Hải đã trình bày? Vì đến kết cuộc, người con gái đã trách móc chính mẹ mình
Trong cái thời chiến tranh đó, mẹ là một người mô phạm, rất là bận rộn, đi dạy, đi làm. Nhưng mẹ đã giấu đi những khát khao, những thèm thuồng, những mong mỏi của tình yêu nóng cháy. Thì người con gái này đâm ra lại cảm thấy rằng khinh thị mẹ mình, vì cô con gái tin tưởng rằng muốn được sống đúng với cái lối sống của mình, tức là sống thật với con người của mình, không có sự che đậy, không có sự giấu nén, không có sự đè nén. Vì xã hội của chúng ta, thưa quý vị, là một xã hội đầy đạo đức, văn minh và khuôn khổ. Cho nên Quyền trong vai trò của xã hội đã đi ngược lại và giống như một sự nổi loạn. Yeah.